chân mình và chân mình. Điều thứ nhì, chúng ta cầu nguyện noi theo gương của Chúa Giêsu. Chúng ta đều thấy ở trong câu số 6, số 8 dạy dỗ điều này: anh em đã theo gương của chúng tôi và của Chúa, vì anh em đã tiếp nhận đạo giữa nhiều hoạn nạn với niềm vui của Đức Thánh Linh. Chúng ta để ý câu kinh thánh là tôi thấy chữ này đặc biệt khác hơn ở trong Cô Đơn Thứ Nhất mà sứ đồ Phaolô nói. Sứ đồ Phaolô nói ở trong Cô Đơn Thứ Nhất: hãy bắt chước tôi như chính mình tôi bắt chước anh Christ. Chỉ có một người. Nhưng ở đây đó, anh em đã theo gương của chúng tôi. Như vậy đó, đây là con số nhiều. Không phải chỉ có một mình sứ đồ Phaolô theo gương Chúa, nhưng mà có những người cùng làm việc không? Trong đồng truyền giáo của sứ đồ Phaolô cũng theo gương Chúa. Chính tôi. Và thứ ba nha, khi chúng ta muốn làm gương cho ai đó bắt chước theo, chúng ta cần số đông. Chúng ta cần số nhiều. Vợ chồng mà muốn làm gương cho con cái đó, phải đồng vợ đồng chồng. Chồng làm điều này, vợ lắc đầu không làm, để đứa con nó sẽ chọn một trong hai để nó làm theo. Phải đồng lòng. Và nếu hội thánh chúng ta có nhiều người đồng lòng muốn theo gương Chúa thì nó sẽ có ảnh hưởng lớn vô cùng. Chúng ta hãy để ý cái chữ chúng tôi. Sứ đồ Phaolô kêu gọi người khác noi gương của mình. Tôi đã nói điều này ở trong Cô Tô Nhất chương 11 câu 10. Câu nói điều đó: hãy noi gương tôi như chính mình tôi noi gương Đấng Christ. Noi gương Đấng Christ. Chúng ta tin theo Chúa, chúng ta nhìn xem Chúa, nhưng mà con người bình thường có mắt bằng da bằng thịt này cũng cần có một người nào đó để rồi nhìn và bắt chước theo, phải không? Vậy nên chúng ta cần có một người gọi là model, không phải là người mẫu nhưng mà người làm gương tốt để mình bắt chước theo. Một câu hỏi đặt ra: bạn có nêu gương hay là có nêu gương cho người khác bắt chước theo gương của Đấng Christ không? Chúng ta có thể làm điều này nếu chúng ta nhờ ơn Chúa và cứ bắt chước theo gương của Chúa Giêsu trước. Côlôse ở trong đoạn 2 câu 6 câu 7 đó, thì có nói một câu rất là hay: anh em đã biết Chúa Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi theo Ngài thế ấy. Chúa không đòi hỏi con dân Chúa là phải thuộc hết kinh thánh từ sáng kiến gian nguyện, thuộc hết về hệ thống thần học để biết rõ những tín lý về Đức Chúa Trời Ba Ngôi rồi sau đó mới theo Chúa. Không, biết bao nhiêu hãy theo Chúa bấy nhiêu. Đừng chỉ có biết rồi giữ đó ở trong tâm trí mà không chịu chuyển nó xuống trái tim và đi ra đôi tay bằng chân hay là cả thân thể để phục vụ. Trong tuần trước đi về New Linh, sau tôi đọc tờ báo Thời Báo, đã cũng có một tờ báo Thời Báo giống như tập đặt sang trẻ tại một trong buồng chúng ta, thì bài viết này họ so sánh giữa cái nét đặc biệt người Việt và người Mỹ. Mình đang để ý một vài điều, nhiều lắm nhưng mà tôi đọc một vài điều để xem rằng mình đang bắt chước ai. Người Mỹ giàu nhưng ít tiền mặt, người Việt nghèo nhưng có nhiều tiền mặt. Người Mỹ yêu chó, người Việt yêu thịt chó. Khi gặp nhau, người Mỹ hỏi có khỏe không, người Việt hỏi làm ăn thế nào. Người Mỹ thăm nhau tặng hoa, người Việt thăm nhau tặng phong bì. Bạn chém thích phong bì là thích hoa. Người Mỹ va chạm nhau trên đường thì xin lỗi nhau, người Việt va chạm nhau thì gây gỗ nhau. Người Mỹ thấy đèn đỏ thì tìm cách dừng lại, người Việt thấy đèn đỏ thì tìm cách vượt qua. Vượt qua cho nên bị phạt. Có lần tôi đã kể, tôi về Murphy trong một năm mà tôi bị cảnh sát chặn 3 lần. Lần thứ nhất là ngay cái ngã tư đèn đỏ Murphy với lại F, E, 544. Đi tập thể dục ban đêm,
chặn lại. Tao hỏi có chuyện gì, tao cũng có ngừng nghe. Nói Du có ngừng nhưng mà Du không có ngừng hẳn. Completely stop. Du cứ ngừng thả chiếc xe, có bánh xe không được lăn bánh mới là ngừng. Rồi cuối cùng đó là I give you a warning, là cho một cái lời cảnh cáo là chắc có phạt gì hết. Rồi cái lần thứ nhì đó, chạy đã để 40, tôi chạy 48. Tôi nghĩ 48 an toàn, cảnh sát cũng được theo. Mở đèn cũng trên đường Murphy. Mà trên đường Murphy cẩn thận, cảnh sát tiến triển như thế nào. Cứ đậu xe chặn người ta ngoài. Anh chặn lại, tôi hỏi có chuyện gì vậy? Sơ, tôi chạy nghĩ ok. No, you over speed. Hỏi bao nhiêu là over? Là 48. Tôi nghĩ, tôi nói là 40 chạy 48 được. Biết anh trả lời sao không? 40 là 40. I give you one. À, là cái gì one? Dạ vậy. Điều đó có nhắc nhở rằng là thôi, sau này cũng nên để ý cẩn thận một chút xíu. Vì bắt chước ai không? Bắt chước ai đây? Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta cứ theo đường Chúa Giêsu. Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1: yêu người thuộc về Ngài thì Chúa yêu cho đến cuối cùng. Con người chúng ta không làm được như vậy. Thường thường chúng ta không muốn kéo dài cái sự đau khổ cho nên dứt khoát, cho nên xong. Cho nên không muốn kéo dài cái tình yêu, cái sự ràng buộc hôn nhân với một người làm cho mình đau khổ. Chỉ tại Chúa Giêsu yêu cho đến cuối cùng. Tha thứ là nguyên tắc, là bí quyết để có thể yêu cho đến cuối cùng. Rồi giữ lời hứa, giữ lời hứa. Có một câu chuyện của một gia đình giáo sĩ. Khi con của họ còn nhỏ đi qua cánh đồng, thì có câu chuyện gì đối với con cái họ cũng thường hay post lên trong cái email để mọi người đọc cái vui. Thì gia đình giáo sĩ này cũng là bạn của tôi và kể câu chuyện vui về con của họ. Lúc đó những đứa con nó dưới 10 tuổi. Thì đứa chị nó nói với đứa em trai: em à, em mỗi lần em mở cửa của phòng chị, em phải gõ cửa. Nếu mà chị không có lên tiếng là em không được phép vào. Phải tôn trọng, phải gõ cửa. Thì lần nào đứa em nó có gõ cửa, nhưng sau đó nó không gõ cửa. Nó không gõ cửa, nó cứ vào. Thì chị nói là tại sao em không có giữ lời hứa là em gõ cửa, bây giờ em cứ vào. Thì đứa em nói là em đâu có phải là không giữ lời hứa, nhưng mà em chỉ thay đổi quyết định của em thôi. Tâm tiếng Anh nó rất là hay. I did not forget my promise. I keep my promise, but I just changed my mind. Nó tưởng là thay đổi cái sự suy nghĩ như vậy thì nó không ảnh hưởng gì đến vấn đề lời hứa. Nhưng mà cái lời hứa nó là lời hứa, nó phải đi đến cái sự hành động. Không, nó có hành động trong đó. Thì cuối cùng rồi á, là đứa em trai của trong gia đình có cô gái lớn đó, đã phạm một cái lỗi là đã không giữ lời hứa, là không chịu nó cái cửa vậy thôi, mà nó nói rằng nó chỉ đổi ý thôi. Đôi khi là người lớn chúng ta làm một điều gì đó, chúng ta nghĩ chắc nó cũng không có ảnh hưởng gì, bởi mình chỉ đổi ý chút chút thôi. Nhưng cẩn thận, bởi vì nó là một điều làm cho mình bị thất hứa, không có giữ lời hứa. Đầy tớ phục vụ Công Gian chương 13 câu 1 câu 10. Rồi ở trong Phi-rơ nhất chương 2 câu 21, chính Phi-rơ đã nói điều này: hãy học theo gương Chúa Giê-xu, chịu khổ như là một người lính giỏi. Rồi chúng ta biết là Chúa Giê-xu, gương Chúa Giê-xu là chịu chết. Đó là lý do mà chúng ta chuẩn bị có lễ tưởng niệm Chúa Thương Khó vào thứ sáng này. Chịu thương khó của Chúa Giê-xu. Trong các bài hát thì chúng ta biết là mỗi một tác giả hoặc sáng tác một bài hát thường họ có một cái tâm trạng đặc biệt, một kinh nghiệm theo Chúa. Thì có một bài hát mang tên là Yêu Thương Và Tha Thứ. Tôi không rõ tác giả tên là gì, nhưng mà tôi nghe anh ca sĩ Lưu Chí Vị, một người ca sĩ trong nước, hát giọng hát rất đặc biệt, anh cũng đẹp trai lắm. Tôi gặp anh một lần ở tại Đại học Úc Châu. Anh tặng cho tôi một cái DVD và CD mà anh hát, có bài hát Yêu Thương Và Tha Thứ, có hai câu như vậy: hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng. Và khi anh hát cái câu đó, cái cách hát của anh giống như là
mệt mỏi ha, rồi ra cái hơi mệt đó. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa nếu như mệt lắm. Giống như là mình làm là chút bỏ gánh nặng mệt quá là trao cho người khác. Tôi nghĩ cũng hay quá, anh trao cho Chúa, trao cho tôi, chắc tôi mệt luôn. Đó là cái sự mệt mỏi nha. Tôi thấy rất là hay, bởi vì Chúa dạy chúng ta là hai trao một gánh nặng, trao như bài hát này là gánh nặng cho Chúa rồi cay đắng cho Chúa. Chứ nếu mà cứ trao gánh nặng mà cay đắng cho người khác thì sao? Thì mấy người kia họ mệt vô cùng, còn nhất là cay đắng. Cứ trao cho Chúa, là chúng ta thờ Chúa, chúng ta có đấng lắng nghe và sẵn sàng giúp chúng ta để vượt qua những khó khăn. Để sắp cùng chúng ta hôm nay là cầu nguyện hướng về thiên quốc. Cầu nguyện hướng về thiên quốc, chúng ta tìm thấy ở trong câu kinh thánh này: vì chính họ đã thuật lại việc anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào anh em đã quay về với Đức Chúa Trời, từ đó từ bỏ thần tượng để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, và để chờ đợi con Ngài từ trời. Chúng ta để ý những chữ mà tôi nhận hàng, để chờ đợi con Ngài từ trời. Đây chỉ là Chúa Giêsu sẽ tay lòng. Chúa sẽ tay lòng. Đừng ngạc nhiên khi chúng ta tiếp xúc với một số con dân Chúa không có một lòng trông đợi gì về Ngài Chúa tay lòng. Không trông đợi. Họ sống giống như là chỉ có một đời sống ở trên đất mà thôi. Cho nên khi đối diện với cái bệnh gọi là nan y mà cái chết gần kề, sợ vô cùng. Mà kinh thánh dạy rằng con dân Chúa không nên sợ, nhất là không nên sợ chết. Bởi vì đó chỉ là một cái sự thay đổi địa chỉ từ hạ giới lên thiên thượng và bắt đầu một sự sống đời đời trong cõi đời đời với Chúa. Có lần con đã chia sẻ, có những người họ viết lên những câu hỏi để họ hỏi những người mà tâm lý học, gọi cho bà A Bì, đặt câu hỏi là nếu mà còn 24 giờ đồng hồ để sống trên đất thì sẽ làm gì. Mà em có bao giờ suy nghĩ điều đó không?